biết là cây gì không? Bỏ vô miệng nhai luôn. Cò nó ngon. É xuống. Thuốc cỏ, thuốc cỏ. Thuốc cỏ. Thuốc ba bông. Thuốc cỏ hả? Cô phải nói rồi chứ. Cô nói là đừng cái đừng vậy mà cũng ngát không nào. Mà. Xin ra nào. Trời ơi. Nuốt chưa? Nuốt nước miếng chưa? Nuốt rồi. Nuốt rồi hả? Chết rồi anh em ơi. Gần gần rồi. Anh em phụ nhau khiêng nha. Mình ơi. Ừ ra mày khiêng tiếp giùm coi. Hồi nãy nó đang quay mà nó không biết nó ăn thuốc cỏ này. Nó ăn cái lá thuốc xịt thuốc cỏ rồi mình ơi. Ủa thiệt mà. Mình ơi chịu hết nổi mình ơi. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào khán giả. Hiện tại là hai cô cháu đang trên lưng của Thép đang gánh cái gùi với lại một thùng sữa cả nhà. Thép với lại cô Hiền thì đang cầm quần áo. Để hôm nay chúng ta tới thăm một cái hoàn cảnh bé sinh bị hở hàm ếch, bị sứt môi. Ở video trước thì Thép tới thăm gia đình, xét thấy gia đình rất là khó khăn. Trước mắt thì Thép hỗ trợ gia đình số tiền 20 triệu để mua hai con bò. Không biết là hôm bữa giờ gia đình có mua bò chưa. Và hôm nay quay trở lại báo cho gia đình một cái tin vui. Thì tin vui như thế nào thì mời tất cả khán giả đồng hành cùng video này với hai cô cháu nha. Hiện tại là trời đang rất là mưa, hy vọng là trời chiều nay sẽ mưa ha. Đi, cô đi. Ủa, có lẽ là cái con bò này hả? Chứ con bò kia hả? À, hai con bò to kia ta. Chị ơi! Có ai ở nhà không ta? Chắc không có ai ở nhà đâu. Chị ơi! Có, mấy đứa nhỏ. Con ơi! Ba mẹ đâu rồi? Ê! Trời ơi, nó chơi mà đánh chị kìa. Ba mẹ con đâu rồi? Hải? Ủa, ngủ hả? Ngủ? Ngủ trưa hả? Ây da! Nó khóc, nó sợ con. Ủa con ngủ hả? Trưa hả? Dạ. Oh. Anh tự nhiên ông ăn hồn ông khóc. Tự nhiên anh gặp mình anh kêu ha. Rồi có liền. Đây con. Có liền. Đây. Đây có liền nha. À rồi. Chờ chú chút xíu cho chứ. Phải làm nhanh. Trẻ em đồng bào miền núi nó dễ dụ lắm cả nhà. Có đồ ăn có sữa rồi. Rồi được rồi. Vừa khóc mà vừa dùm cái bình. Vừa khóc mà vừa dùm cái bình kìa. Anh vừa khóc mà vừa dùm cái bình hả? Rồi chờ chú Thép chút xíu. Đây sữa đây con. Nè sữa mầm. Rồi. Ủa? Nó như kiểu như cái công tắc vậy ta. Kiềm sữa. Cả nhà. Hay vậy ta. Đưa bình sữa vô cái hết khóc luôn. Đang kiềm sữa á. À, con qua đây con. Qua đây chú hỏi cái này cái. Bạch Tuyết hả? Nàng Bạch Tuyết. Không, Ngọc Tuyết. Ngọc Tuyết. Mang thị Ngọc Tuyết. Tên Ngọc Tuyết. Nghe tên ấn tượng quá. Ba con đâu rồi? Ba mẹ đâu rồi? Dạ, ba mẹ con đi làm. Làm ở đâu? À trên kia hả? Cái mặt của Tuyết con bị sao vậy? Bị len ban ăn hả? Con có tha thuốc không? Cả nhà xem cái lông ban ăn cái mặt. Đủ bệnh hết. Ở trên này là đủ thứ bệnh hết. Trời ơi, mà nãy nó nhìn con mà nó kêu à, nó làm hết hồn đúng không? Mất hồn á. Đang cho mà chị ngủ thiểu nữa. Có ai cho á? Chứ hồi nãy giờ chú tới mà con không biết hả? Con nào con ngủ hả? Dạ. Mấy đứa nhỏ thì nó biết mà bé này nó đang nằm ngủ. Ủa,
Vậy là ba mẹ con có 4 đứa con hả? Dạ, con kia là em Quang. Quang của dì. À rồi, hiện tại có ba nhà, có ba người đúng không? Ba anh chị em hả? Rồi bây giờ con ẵm em con á, ẵm nó cho nó uống sữa đi, để cho chú lên chú tìm mẹ con nha. Ừ. Rồi. Ý như làm giặt sữa luôn à. Rồi. Thèm. Thèm ghê. Hôm bữa là La. Cho nó bịch sữa mà nó uống ba, hình như là hết ba bịch luôn. Cho con này. Ôi. Đây cho con. Cảm ơn chú. Cảm ơn chú dạ. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú. Cảm ơn chú. Đói khen. Không lấy lại luôn. Không biết nói, chưa biết nói. Cảm ơn. Mất cỡ. Cảm ơn. Không nói lâu lát nữa lấy lại luôn. Lấy lại luôn. Khóc. Cảm ơn. Khóc. Cảm ơn nha. Này. Không biết nói. Rồi, hai con uống sữa đi. Đi chú lên chú hỏi chuyện gia đình cái nha. Cầm cái này đi không? Ừ, cái này mình để đây. Lấy mình xuống lại nha. Nè kìa. Đó, con đang làm á. Ba mẹ trên kia hả? Đó. Đang trĩ bắp hả cô? Đang trĩ bắp. Ui, lá giang này cô nè. Phải không? Là lá giang. Lá giang này cả nhà. Mọc dại bên rừng luôn. Đất. Hả? Đất không đó. Đất hả? Không sao đâu. Mình trước sau là cũng về cát bụi mà cô. Cô sợ đất hả? Không, sợ giờ con chứ cô làm sao cũng được hết. À, tất cả khán giả xem nè. Ở đây đất bà con canh tác phải nói rất khó hết. Luôn. Đá không à? Đá cục nào của nó bự chẳng bán luôn. Đất này mình có, nếu mà mình trồng những cái cây ăn trái rồi nó rất khó phát triển luôn. Bởi vì rễ nó xuống nó gặp cái đá này nè, nó đi không được. Trồng bắp trong rồi thì ok. Tại rễ bắp á, cái phạm vi nó đi á, nó cũng không có nhiều bằng những cái cây ăn trái. Ủa con thấy họ trồng mấy cái cây cái đào đây là tự mua giống trồng hả cô? Đào của nhà nước trồng á. Nhà nước tự trồng luôn hả? Nhà nước bên Lâm Trường tự trồng, tự mướn công làm luôn. À, mình chỉ có đưa đất cho họ tự trồng thôi. Ừ. Mà ví dụ đào gì, xe chở xe gì tự nhà nước chở lên trên tự luôn. Làm hết luôn hả? Tự làm hết luôn. À, hay vậy ta, cũng tốt vậy hay. Tự trồng tự đồ hết luôn. Có trái thì mình ăn. À, có trái thì mình ăn, còn họ tự làm cho mình hết. Làm cho mình hết. À. Ô, trời ơi, công trên kia làm đông vậy ta. Bên này đấy, họ thấy mình đấy. Thấy chứ mặt. À. Để con, cái này để con. Đấy. Bây giờ mình ngồi đây mình đợi khoảng 5 phút sau là họ tới đây á. Nắng. Ra vào chỗ kia ngồi chung ăn. Họ đang gieo bắp á. Mùa này cả nhà thấy nó xanh xanh vậy đó. Tới mùa nắng không có cây nào mà sống nổi hết. Trụ lũi đất nó khô. Khô cằn đá sỏi. Thấy đá không á? Ui giời ơi, mát thế. Chắc là họ cũng đang về. Là cái đất đó của hai vợ chồng đó hả? Ừ, đất đó hai của hai vợ chồng á. Còn à. Cái đây của là của bà già vợ. Dạ, hiểu không? Cái vùng này là vùng suối đổ mà. Trời mưa nó sẽ từ đầu nguồn là nó xuống đây nè. Mưa to quá là nó xuống. Đây này cả nhà thấy không? Nó chạy riết hồ mà nó thành cái lỗ sâu quấy luôn thấy không? Từ đầu nguồn nó xả xuống đây nè. Mưa to là thép đảm bảo đưa đây là nước ít nhất là phải 2 mét. Tháng 8, tháng 9 á. Ừ. Lúc đó lục rồi là có suối. Lúc đó nước ở đây là nó sổ xuống. Coi thử họ có về không nha. À, về. Về rồi. Dạ. Mà đây là lỡ đó sao không cô? Gần mà. À, gần mà chịu khó mình đi luôn. Coi thử bà con làm gì trên đó. Mưa rắc rắc rồi nè. Thiếp thấy là bà con đang rất là đông. Khoảng cỡ 2, 4, 6, 8. 8 người. Hình như đang cấy bắp hả cô? Đang cấy bắp. Ừ.
Hiện tại là ở cái vùng núi này á, khoảng 2-3 ngày gần đây á, nó có những cái cơn mưa phải nói là rất là lớn, bởi vì bà con tranh thủ đi trĩ bắp xuống để kịp mưa, để cho bắp nó mọc lên nha cả nhà. Chứ nếu mà không có mưa nha, là cái vùng đất này rất là khô luôn. Và đây khán giả thấy biết là cây gì không? Bỏ vô miệng nhai luôn. Trời ơi, nó ngon. Ê xuống. Thuốc cỏ, thuốc cỏ. Thuốc ba bông. Thuốc cỏ hả? Sao nãy giờ cô không nói? Cô nói là đừng có ăn. Chết rồi, chết rồi. Bà con, chuẩn bị chở đi bệnh viện này. Bệnh viện cấp cứu. Lấy nước, lấy nước. Cô nói là cô cứu. Cô nói là đừng. Cô phải nói rồi chứ. Cô nói là đừng, cái đừng vậy mà cũng lấy không mà. Xin ra nào. Xin ra nào kia. Trời ơi. Nước là bà cô tên gì? Cô nào? Bà cô tên gì? Tên Hiền. Không Hiền hết nữa. Đúng cái tên luôn. Đúng Hiền thiệt đó chứ. Người ta ăn thuốc cỏ rồi mà. Đừng. Không, không sao cả nhà. Lên mệt đó. Không. À, cái này là diễn viên chính mà dễ gì chết được. Chưa, phim chưa hết mà chết gì. Thôi. Cô nói là đông đông. Ôi trời. Nuốt chưa, nuốt nước miếng chưa? Nuốt rồi. Nuốt rồi hả? Chết rồi. Chết rồi anh em ơi. Gần gần rồi. À, anh em phụ nhau khiêng nha. Bất cười. Không, diễn viên chính là dễ vậy được, phải không bà? Bà coi phim mà bà thấy diễn viên chính ít khi nào chết lắm phải không? Ừ, bà không có biết. Chứ hồi giờ bà không coi phim à? Có ai chứ mà. Có ai mà ở rẫy con. À, có ở rẫy không? Hồi giờ chắc bà ở rẫy bà không coi phim mà cả nhà. Cô có bao giờ thấy cô diễn viên chính chết chưa? Chưa. Thì bảo vậy, con nói con diễn viên chính mà. Diễn viên người ta phim còn đây thiệt nhé. Ăn coi đây. Cô chưa kịp người ta diễn hay con. Ủa, diễn viên chết xong rồi cái à diễn viên chết. Mệt vậy không? Ngồi xuống coi. Hả giống. Trời ơi, nghĩ sao cây lá giang tốt gì mà lấy thuốc cỏ cho nó xịt. Đã nói là lá giang cô con quảng cáo cô chưa nói là đông. Cô nói là đông. Thường là cả nhà xem phim thấy diễn viên chính ít chết lắm cả nhà, mà cái đó là phim nó khác. Còn này là mình đang quay là quay quay thật sự nó khác vậy cả nhà. Ờ đó. Ủa thuốc cỏ nữa hả? À, thuốc cỏ đừng có xíu răng không á. Trời ơi bà con ơi, là bà con chơi kiểu này là chết rồi. Ôi. Không sao đâu cả nhà. Nói chung là mình cũng hơi say say á ta. Say gì? Không phải là say nắng. Hồi nãy nãy con nhai nhai xong con nuốt luôn miếng nước luôn mà. Nông là say say nữa. Thiệt không hả? Thường hay giỡn vậy? Thiệt chứ giỡn gì? Ôi giời. Không. Kiểu này là Trời ơi. Không, bà con phải xịt phải để lại để cho mình nấu canh chua được chứ. Ừ. Trời ơi, em đi xịt con ta luôn. Quậy đang làm gì ở quậy? Tỉa bắp. À, trị bắp không? Sao bà công anh em rồi đông cái gì? Đông tự công đi dần đó. À, đi dần hả? Đi dần rồi quốc lộ tỉa. À, rồi có nghĩa là mình làm cho người ta lại, bây giờ người ta làm lại cho mình đó hả? Là kêu đi dần công đi hả? Đi dần công rồi đâu có tiền mà mướn. Dạ, đi trả công đi người ta lại. Đi trả công rồi kêu người ta lên cuốc rồi mai mốt đi làm với họ lại. Dạ, đó là cái cách của anh em đồng bào người Rắc Lây, họ hay đi làm và đi trả lại nha. Đi. Chứ nếu mà trả tiền thì không có tiền nha cả nhà. Tiền ta đâu. Dạ. Khổ quá. Thép thấy là ở đây cái vùng đất ở đây nó khắc nghiệt ghê luôn. Đá không là đá luôn. Đá không rồi cỏ không. Dạ. Rồi mua thuốc cỏ xịt. Cái này là bà con mình đang xịt cỏ cháy hay là lưu dẫn? Lưu dẫn với coi trái. À, lưu dẫn không sao đâu cô. Thuốc lưu dẫn nó không sao. Pha lưu dẫn coi cháy. Không, cái thuốc coi cháy á, mình ăn vô thì nó cháy bụng mình đúng không? Còn lưu dẫn nó không có chết liền. Không có sao đâu. Lưu dẫn là bây giờ mình nói chuyện bình thường nhưng mà táo nó có
Không sợ. Không, giờ này chưa có sao, mưa rồi, táo mới có sao lận. Dạ đúng rồi. Hai bà con đi xuống đây coi mấy anh em đang cuốc lỗ để trồng bắp này cả nhà. Đúng là một cái cảnh quay rất là đầu tư của anh Cú Đám Sắt. Ủa rồi anh chồng của chị đâu vậy? Tía con... Anh chồng đâu rồi? Chồng hiền tía bắp đó. À đây rồi. Anh chồng của bà chị tên gì em quên tên rồi. Tên Hiền. À bà chị cũng tên Hiền luôn hả? À bà chị ghi tên Hiền, bà chị này cũng tên Hiền, quay vô đây chơi quay. Hôm bữa là cái video trước thì Thép không có quay anh chồng của chị Hiền. Hôm bữa đó anh đi đâu? Làm thằng ta. Anh đi xịt thuốc hả? Đi xịt thuốc. À bữa nãy là nghe đi vòng công là đi xịt thuốc cho người ta hả? Hôm bữa đó em vào là không thấy anh. Thì bữa đó thì cũng có trích trong quỹ ủng hộ người nghèo ra, thấy gia đình khó khăn quá, trích ra một số tiền là 20 triệu để cho gia đình mua bò. Là mua chưa? Dạ mua rồi. Nãy em đi thấy hai con bò đó là mình mua á hả? Dạ dạ, hai con bò đó mua. À, hiện tại là mình đang trĩa loại bắp gì anh? Bắp nhân giống, hai loại. Bắp tên gì? Nhân giống với bắp đỏ mình á. À. Ăn thử nha. Chết á. Đừng ăn chứ con. Này cũng ngâm thuốc mà. Để ngâm thuốc cũng thuốc rồi. Không, không. Thuốc... Hồi nãy là thiệt còn bây giờ giỡn cả nhà. Đây là thuốc. Cái này nha, cả nhà biết sao nó màu đỏ không? Khi mà hạt giống họ ngâm thuốc nha, đừng có lấy ăn nha. Ngâm thuốc để trừ những cái con kiến đồ. Kiến. Ừ. Kiến đồ không phải ăn. Bao nhiêu ăn. Ngàn một bọc như thế này anh? Mấy trăm? Trăm mấy á. NK7328 120.000 một bọc. Tính ra cái tay mình cũng hồi á. Cái bắp nhà anh á, anh trồng bao nhiêu ký bắp giống? Không biết nữa. Không, anh mua mà anh không biết luôn hả? Mình mua trộn với bắp mình mốt nữa. À, là tầm nguyên cái khu đất là trồng được 20 ký không? Dạ hơn. Hơn 20 ký, dạ. 30 không? Hơn luôn á. 40 không? Ồ đó. Xuống dưới luôn á. À vậy là 4 mẫu cả nhà, 4 hết. Dạ. Cô, 1 ký là 10 ký mình trồng hết không cô? 10 ký thì 1 hết đó. À vậy là đất cho mình được 4 hết. Mình nghe nói 4 hết thì nghe nó có vẻ bự bự cả nhà. Nếu mà đất ở dưới là 4 hết nó rộng lắm nha. Nói chung trên núi nó cũng rộng. Nhưng mà đối với bà con người Rắc Lây mà nghe nó 3-4 hết thì cả nhà thấy ô đất nhiều quá. Chắc là giàu lắm hơn. Mà thật sự mà nói nha, trồng xuống đủ ăn đủ trả nợ. Sao không đủ chứ? Không đủ luôn quái quái. Bây giờ mình trồng 4 hết này nè. Mình trồng mình mua 40 cái bắp giống ha. 40 cái bắp giống là hết nhiêu tiền chị Hiền? Đâu có biết tiền đâu. 1 ký là 120.000 hả? 40 ký là hết 4 triệu. Nếu mà tính tiền giống thì tính sơ là chắc cũng cỡ 6 triệu á. Anh 6 triệu không anh? Chắc cỡ đó rồi. Mình mua nữa rồi mình mua nữa tổng vô. Bắp mua không có đủ. Rồi. Mình khổ đó, bắp mua không rồi mình cũng có đủ mình tía. Rồi mình móc rồi tổng vô mình mua. Mình đi qua vườn người khác mình móc hả? Ừ. Người ta bẻ bắp ở làng á. Ở làng. Cô đi móc của người ta xót lại nhân giống á, bắp nhân giống á. À rồi, hiểu. Nhân giống này. Hiểu rồi, cô Hiền nói hiểu. Rồi cái mình mua rồi dài 3 cái 10 cái vậy đó mình trụng vô. Dạ. Có nghĩa là cái vườn đó là bắp giống đó là bà con mấy cái người kia họ trồng họ bẻ xong hết là bà con người Rắc Lây tới cái vườn đó, có cái vườn bắp giống đi mót là cái ngửi cái bắp đó nó cũng là bắp giống nha cả nhà. Rồi mót lại để cho đỡ tốn tiền. Thì giống không thì Thép tính sơ là nhà anh là mỗi đất không ở trồng 40 ký thì tính sơ là cũng hết là 5 triệu mấy rồi ha. Rồi tiền phân năm phân mỗi lần rải không bao nhiêu tiền chị? Biết bao nhiêu tiền mà mười cỡ 10 bao á. Mỗi bao 800 ngàn hả? 10 bao 8 triệu rồi. Với lại tiền giống 6 triệu nơi. Vậy là hết 14 triệu rồi. Đó khi mình bán bao nhiêu tiền? Hàng năm á, năm trước bán bao nhiêu tiền? Có năm không làm đâu quên rồi. Anh ơi, thường là nguyên cái đám này mỗi năm mấy năm trước bán bao nhiêu tiền? 80 triệu đất hả? Ở đó
sao không có lời nhiêu hết. Được 8-9 triệu hả? Có nghĩa là vốn rồi bán tắt còn tặc luôn được 8-9 triệu hả? Vì còn nợ âm của người ta nữa. 8-9 triệu mà trong khi đó giống thì mình đã bỏ ra 5 triệu mấy 6 triệu rồi. Phân thì 13 hết 8 triệu rồi. Thì mười mấy triệu là bán được 8 triệu là lỗ rồi. Vậy lỗ thì âm nợ người ta nữa mà. Ừ, lỗ mà sao mà biết mà mình vẫn làm ta? Vâng, làm thì làm chứ không làm thì cái gì mình sống. Đúng rồi, không làm thì nó không làm là gì mình sinh sống đứa con. Nó làm lỗ mà bà con bắt buộc phải làm cả nhà. Hay làm cho răng làm mà. Khổ rồi nha. Cố gắng làm mà làm có nợ. Mưa. Đầu tư mười mấy triệu mà thu có 8-9 triệu. Tám chín triệu là ok, còn tới khi mà lũ nó quét đi nữa hay là mưa nhiều quá nó chết thì coi như trắng tay luôn. Dạ, trắng tay luôn. Ôi giời ơi. Trắng luôn hả? Và trong khi đó bà con trồng hơn 3 tháng mới thu. Dạ. Là phải mất thời gian rồi đi thu đi bể rồi nữa. Tức là làm đâu có lời đâu cả nhà. Khổ ghê hả? Ngay trong đồ luôn á, mình chớ luôn á. Dạ. Có khi dư 3-4 triệu có. Ừ. Cái khi âm nợ luôn á. Trời. Cho mình bể đâu, mình phải luộc, mình đập đâu, mình kêu máy mình nhai nữa mà. Xe trở về nữa. Dạ. Nhưng mà vẫn cố gắng làm. Cố gắng làm. Rồi ở đây tất cả bà con ở đây đều gì hết luôn. Dạ, đều gì hết luôn á. Làm không đủ tiền vốn luôn. Dạ. Rồi những cái tiền mà mua phân này, mua bắp mình không có tiền, mình mượn của ai? Thì mượn của Dừa. À, mượn của bà Dừa hả? Dạ, bà Dừa. À, mượn đó mình mới làm chứ mình có tiền sao mình làm. Ừ. Em hiểu à. Vậy tính ra bà con đây không phải là ai làm cũng lỗ cả nhà. Thép nghĩ là nếu mà ai làm cũng lỗ là không có. Tại vì cái vùng đất nhà anh á nó kiểu mà nó đá nhiều quá. Nó đá nhiều quá. Bởi vì làm cái tỷ lệ, ví dụ như ta trồng 10 cây, ta sống được 9 cây đúng không? Nhà anh trồng 10 cây, anh sống được có 3-4 cây à. Bởi vì tỷ lệ hao hụt nó nhiều quá. Bởi vậy thì nó mới lỗ thôi. Chứ nếu mà trồng 10 cây, nó sống được 9 cây, thép nghĩ nó không đến đổi phải lỗ đâu. Đấy, đá không theo cây này. Cũng có biết lỗ, biết lờ, cũng làm thi đại. Cũng làm qua ngày chứ. Mà đất đâu mà làm. Dạ. Cũng kim phát bậy bạ rồi làm thi làm đại đó. Dạ. Nói chung là làm cho qua ngày thôi. Làm cho qua ngày. Chứ là lỗ, bà con ở đây cũng không có hồi giờ không có quan tâm tới vấn đề mà lỗ với lời cả nhà. Cũng có quan tâm lỗ lỗ lờ mà cũng làm thi à. Dạ dạ. Rồi, thép hiểu rồi thôi. Bây giờ mình vào nhà đi coi mấy con bò ở cả nhà. Tranh thủ đi xuống mình làm một miếng sữa vô người ấy, cho nó giải cái thuốc trong người con ra. Bây giờ cảm thấy nó bụng nó hơi lăn lăn ạ. À. Có gì mà lát nữa em có lỡ em xỉu mấy anh cổng em về nha mấy anh. Hả? Kéo đi. Mấy ông anh bên đây là hàng xóm không qua phụ làm nha cả nhà. Hồi giờ mình làm bắp mấy anh có thấy lời không? Hay là làm đủ ăn à? Nói chung cũng đủ. Cũng đủ ăn à. Lấy cơm cũ thay cơm mới đó mà. À, lấy cơm cũ thay cơm mới hả? Vậy thì bỏ qua đã lại đây kiếm sống thôi chứ. Dạ dạ dạ. Con đâu còn lờ bữa nay đầu tư nhiều lắm. Dạ dạ. Cao hết phân thuốc, cao thứ gì cũng cao hết, công cũng cao luôn. Em nghĩ là sao mình không thay đổi cái cây trồng? Bên vùng đây, đất ở đây nó không có cho phép mình làm được đúng không? Cái gì mà thay đổi cây gì đó. Chỉ cây cao năm thôi chứ không có thứ gì mà trồng được đâu, có nước luôn đâu. À, khổ chỉ cho đó. Trồng đào thôi, trồng điều á. Trồng đào thì nó chịu được hạn hán vậy cả nhà. Hạn hán. Không có được, không có cây cái cây nào để thay đổi hết. Không có mít xài phải có nước, cái thứ gì cũng phải có nước. Nhưng mà mình khoan giếng ở dưới này khoan được không? Không đâu, không làm. Có thể có. Cũng có chứ mà khó lắm. À, khó. Có đất mạch ở dưới. Mà biết chỗ nào đâu mà có. À. Mấy cái đường ranh đây nè, đường ranh đây có thể có cái luồng suối của nó, suối chính bị nó hai bên hẹp đây nè. Dạ. Là hai cái đất luồng của suối là tức là nó dồn hai bên đây nó chạy chính giữa. Dạ. Mình biết đường nào mình khoan có khi mà trúng cái tảng đá ở dưới á, mà khổ. Dạ đúng rồi. Thở, không, bây giờ mình khoan cái kiểu mà khoan 100 mét á, khoan mà khoan xuyên qua đá luôn á. Thì vẫn may được nhưng mà tiền nó nhiều quá. Mà nhiều khi là mình không có nước rồi mình tốn tiền. Dạ. Phí. Ồ, khoan đó cả 100 triệu á trời. Đúng. Bà con rất là khổ. Họ một mùa họ lời đâu có gì mấy trăm ngàn mà tiền đâu, con có 100 triệu nó khổ chỗ đó chứ.
Bởi vì bây giờ muốn thay đổi cái nền nông nghiệp ở trên đây là cũng hơi bị căng đó nha cả nhà. Chỗ nào mà có suối có đồ thì mà làm được, mà chứ mấy cái vùng đất như thế này là coi như thô luôn. Lão thới là chỉ là chăn nuôi thôi. À dạ. Đúng là chăn nuôi thôi, một là ngành cầu hay là bò đồ đó. Dạ dạ. Người dài con, người con hai con thì có thể người ta xây sở được. Dạ. Đây dành cái đó để làm vốn. Em đang thí nghiệm nuôi cừu, nếu mà em nuôi mà em thấy cừu đồ nó thích hợp với cái không khí đây thì có gì em sẽ hỗ trợ bà con. Đồ trên này tốt lắm, ta nuôi cừu kia có hai bà con ta cắt bày đó. À vậy hả? Dùng trên trầm trên đang ta nuôi cừu này ngạnh hết rồi. À chỉ là trầm này là chưa có cừu, có cừu. Ngạnh là con dê cả nhà. Dơi á, mà dơi nó cũng chịu. Dê cũng chịu luôn, cái đất này là nó chịu hết á. Dạ. À tính ra dê cừu rồi ok hết ha, nó sinh sản nhanh. Mình có thể ví dụ kẹt tiền mình có thể bán rồi nhanh gọn hơn con bò thôi. Con bò là phải nuôi đúng năm đúng tháng. Ồ năm rồi và năm sau nữa chứ. Dạ. Ba bốn năm. Để con là phải ra năm sau nữa. Dạ dạ. Con cừu nó sinh sản mau. Dạ dạ. Sinh sản liền. Dạ. Đã mò lên năm sau năm rọc tơ nó mau gọn. Thôi cảm ơn mấy anh nha. Anh chồng chị Hiền đâu rồi? Mò nè giờ liền năm sau. À đây 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 đi đi xuống nhà đây. Đi dẫn xuống. Quay quay con bê. Quay con bò. Đây. Bà ngồi sao ngồi dép đâu ngồi mang nhỏ dép ở cho ở trong nhà. Bà ngồi sợ mang dép hư dép hả? Không có hư mà mang dép đi không có được, nó té. Ôi rồi ôi mấy cái cây này nó nhọn nhọn mà đi chứ không không. Trời ơi. Mang dép rồi cái dây đây nè, rồi nó ấy cái chân rồi nó té rồi lần đây nè. Dạ. Con ngồi con mệt quá ngồi ha. Cái gì vậy? Rồi. Mệt quá ngồi không? Chắc con xỉu quá. Ô, con đừng có xỉu. Con xỉu là ngồi cổng con nổi không? Phải con đâu con nổi. Đau bụng quá. Phải già rồi con. Cái lá cây mới nãy hoại bỏ gì vô mà đau bụng dữ vậy? Con hoại đâu có thấy con ăn đâu có. Hoại con làm hoại đâu có thấy con ăn. Rồi, nhiều khi mà lỡ mà ăn cái mấy cái đó là có sao không hoại? Hoại có thuốc giải không? Vậy đâu có, đâu có. Vậy cứu con chứ, đau bụng quá. Làm gì có, vậy cứu đây. Người đồng bào rất lây mình, nhiều lỡ mà uống thuốc độc là có thuốc giải không? Đâu có, để chết. Để chết luôn hả? Để chết luôn chứ. Chết là con kết rồi hoài ơi. Chưa có con nữa hoài. Không, nó cũng khó chịu thiệt đó nha cả nhà. Thép cười cười vậy thôi, nó nóng bụng thiệt. Tại biết sao nãy mình nhai nhai cái mình lúc mà bà cô bà nói thuốc cái mình lỡ mình hụt hơi cái mình nuốt vô chút xíu rồi. Vậy đâu có biết con liền con bứt cái dây đó ăn đâu có, vậy đâu có biết. Cái này là họ thịt xịt lưu dẫn. Xịt lưu dẫn có nghĩa là nó chết từ từ á. Còn thuốc cỏ cháy là xịt vô cái nó cháy luôn. Còn lưu dẫn á là cái cây nó xanh xanh vậy thôi chứ mà xịt cỏ tuần lễ 10 ngày cái từ từ nó chết. Nó ăn vô rễ, nó chết trong rễ luôn cả nhà. Nó lưu dẫn nó hấp thu xuống rễ luôn á. Ô mưa rồi kìa. Đấy, mưa rồi đó. Thép nó ăn thuốc cỏ rồi. Minh ơi. Ô, ở đây Minh. Minh. Ông đâu sao? Minh ơi. Nó ngủ. Minh. Ra mày khiên thép nè, nó xỉu rồi này. Minh, thép nó ăn thuốc cỏ rồi Minh ơi. Chết quá rồi Minh ơi. Ô lên, cái gì vậy? Minh ơi. Ừ ra mày kiên thép giùm coi. Hồi nãy nó đang quay mà nó không biết nó ăn thuốc cỏ đây. Nó ăn cái lá thuốc xịt thuốc cỏ rồi Minh ơi. Minh. Thằng thép nó hồi nãy anh đem quay kia nó ủng thuốc cỏ kia nó xỉu rồi này. Ủa thiệt mà. Mình ơi chịu hết nổi không Mình ơi. Sao đi ỉa thuốc cỏ mình đi ỉa quá. Ủa cái gì? Thuốc cỏ nhà bên này nè bơm xong rồi ổng không biết xong rồi ổng ăn cái kia mà. Nhìn cái mặt nó coi. Mệt quá. Cái mặt sao mà khó tin chứ. Ủa thiệt mà. Ăn lá vàng. Ăn lá vàng, lá vàng người ta bơm thuốc cỏ. Lá vàng người ta bơm thuốc cỏ, tao đâu có biết.
Ở đâu mà hiệu nghiệm nhanh vậy? Mình đẩy giờ đó, bị nửa tiếng rồi mà. Thôi đi về đây. Bên ơi. Bỏ ấy cầm mấy con cổng đó vậy. Ê, để lấy cái tờ giấy tao ơi. Ý không? Không, không, tao ghi cái kênh YouTube lại, để lại cho mày. Chuyện nở. Lỡ rồi. Đi. Đi không? Đi kiên đỡ không? Anh để nghỉ chút xíu đi. Rồi xuống đây. Xích chặt ăn bậy ăn bạ. Lấy giấy, có lấy giấy, lấy điện thoại ra. Ây da, đau bụng quá. Ăn cái lá giang thuốc cổ này. Hiện chi nãy giờ chờ tới đâu luôn à. Cô Hiền nãy có đâu có nói đâu. Ui dồi ôi. Ta thấy lá giang trên rừng thì bắt ăn chưa nhai chưa kịp nuốt nữa. Bởi khi thuốc cổ mình đâu có biết cái gì. Lúc cuộc nhai luôn, nuốt luôn. Đau bụng ghê ta. Lên rừng lên rẫy răng ăn bậy bạ không à. Biết thì ăn biết thôi. Ăn lơ vậy. Đi về còn ở đây nữa. Cầm máy mẹ. Chưa quay xong mà. Quay gì giờ này nó bị sức khỏe mình vẫn hơn chứ. Con lấy sữa cho chú uống gói con. Ây à. Ừ, lấy sữa cho chú. Có mà sao để cho nó ăn. Biết đâu. Chưa kịp nói nút rồi. Nó đi trước mẹ, xong rồi nó ăn xong mẹ chưa kịp nói nó nuốt rồi. Trời. Mẹ con tiểu bắp. Rồi đâu có biết con ăn đâu có. Rồi cái con Hiền nói thuốc có mẹ chứ đâu có biết. Ừ. Nó đau bụng thiệt luôn á chồng. Lên đây không đừng ăn là lơ. Bởi vì mình thấy cây gì lá gì mình ít khi nào mình đụng lắm. Nắm nụn gì không bao giờ mình đụng mình ăn mấy đó. Lá giang còn xanh lè mà. Xanh xanh chứ. Xanh lè nữa cho vàng bóc rồi. Ủa vàng khè luôn hả? Vàng khè rồi. Không biết gì đâu chồng. Hồi nãy tưởng đâu là kỹ lắm. Mẹ nói là nắm là thép nói là nắm là con không dám ăn nắm rừng lên trên đó ăn thuốc cỏ. Con đang mệt mà bà. Con đang mệt mà bà cuộc. Không. Ủa mẹ nói thiệt mà. Lúc hồi nãy mẹ chị nắm á là con không bao giờ con ăn cái nắm rừng đâu. Ai ăn mình mà nãy giờ mình nói ủa sao mà đi lâu dữ à. Đâu con nãy giờ con có nghe đâu. Mình nói lên tiếp về đây nè. Mình nói. Con không nghe mà. Ủa sao mình bị? Ủa sao? Sao mình bị vậy mình ngu chứ ta không sử dụng tuyệt chiêu cuối ta? Lý do. Chẳng đọc. Đang thừa là thôi nè. Nhiều hơi chưa lèm. Thiệt luôn. Ăn thiệt mà. Ăn chi mấy đứa chợ. Đâu có kịp thay đâu có. Tốt kịp ra. Đó là mệt mà ta nhìn bà cô ta mắc cười quá. Thuốc cổ mà bà không dám nói đâu bà kêu. Nuốt vô. Chờ mình nuốt vô bà kêu. Thuốc cổ con. Không không nha. Mẹ nói vậy nè. Cầm cái đầu đây. Nhá nhá xuống. Nè đó thuốc cổ. Sóc. Sóc ăn thuốc cổ mà chết luôn nè. Trời biết rồi gần khép làm sao đó. Nhiều bắp mà ôi sóc ăn thuốc cỏ chết luôn không anh thôi anh đừng có ăn nhé ăn lỡ đi vô luôn á à, lỡ anh bỏ ruột ra anh nướng anh nhớ bỏ ruột mắc cười quá cả nhà rồi quá cả bại cả thôi bây giờ nói chung là ruột mình nó đau bụng nhưng mà mình cũng phải ráng hỏi chuyện cho nó xong cái thăm cái hoàn cảnh nó cho xong đi cả nhà. Giờ này nói chung là nó hơi cái rớ ruột qua tại nãy mình có nuốt chút xíu. Cái lưu dẫn này nó không có đọc liền nhưng mà nó sẽ từ từ khoảng thời gian từ đây tới chiều này mình sẽ có nhiều trạng thái hơi mệt nha. Thôi bây giờ gia đình mình đi ra đây mình coi bò cái nha. Hai con bò này mua nhiêu vậy? Anh. Hai con bò anh mua nhiêu anh? Con kia 12 triệu. À, con này 10 triệu. À. Đó. Con kia 12, con này 10 là 22 triệu hả? Ôi giời ơi. Hôm bữa đưa có 20 triệu mua 22 triệu luôn. Vậy là thiếu 2 triệu rồi quái. Bò đây. Rồi
hẹn với họ. Ừ. Rồi tới mùa trả cho họ chứ bây giờ là mua lỡ rồi. Ờ, đây là hai con bò mà gia đình mua cả nhà. Là hai con bò này là mua 22 triệu nha cả nhà. Có nghĩa là cái con bò lớn là anh mua nhiêu anh? Con này con nó 12. 12, còn cái con này 10 hả? À con này 10 nó cái thép tay nó ốm hơn cái con kia cả nhà. Là hai con bò cái luôn hả? Hai bò cái. Là mình mua ở bà con ở gần gần đây sao? Dạ mua gần gần đây nữa. À gần gần ở đây là mình mua gần gần đây luôn hả? À 22 triệu hai con bò. Hôm bữa thì thép nếu mà mình mua bò nhỏ thì nó cũng cỡ mười mấy nhưng mà nuôi hơi lâu ha. Dạ hơi lâu. Hơi lâu. 22 triệu vậy là mua thiếu 2 triệu hả anh? Dạ. 2 triệu đó mình mượn ở đâu? Hay dạ, là mình thiếu. Mình thiếu của cái ông đó hả? Dạ thiếu. Rồi hẹn ổng chừng nào trả? Cỡ 2 tháng 3 tháng mình có mình có. Rồi làm rẫy xong rồi đi Đà Lạt. Có tiền rồi đó. Có đưa. À làm rẫy xong rồi đi Đà Lạt. Rồi có tiền là trả cho người ta hả? Trả cho họ. Dạ. Rồi quại cảm ơn Bình Quân. Sao quại cảm ơn? Quại khóc chứ quại? Quại cảm động, quại khóc hả? Cảm động. Có bò quại mừng lắm. Ừ, bắp quại mừng chứ quại đừng có lấy cái này quại quẹt cho mắt. Nó ảnh hưởng tới mắt của quại. Tay của quại đang trị bắp nè, thấy không? Nó thuốc độc nè, nó dính vô mắt ha. Con là con đang mệt mà gặp quại nữa. Lát nữa chở hai người về luôn. Quại cảm ơn dạ. Bình Phương ráng nuôi. Ráng nuôi. Dạ. Rồi cố gắng. Cố gắng lên nha. Cố gắng quại cố gắng lắm. Mà có nuôi cũng có kiếm cách mua bò được. Ừ. Quại có bao giờ nghĩ là mình sẽ mua hai con bò nuôi không? Quại nghĩ lắm. Quại kiếm có ra. Mà quại nghĩ bò. Người ta có bò nuôi đó. Quại thích bò lắm. Thích mà không có tiền. Không có tiền. À. Anh có bao giờ nghĩ là mình sẽ mua bò nuôi không? Em cũng nghĩ cũng cái tiền mua bò nuôi. Ừ. Em cũng cảm ơn anh Thép cho chồng em 20 triệu. Ừ. Mua hai con bò. Cảm ơn Bình Vương. Cảm ơn mấy anh chị Bình Vương. Ừ, em thấy vợ chồng anh mặc dù Thép cũng mệt đau bụng cả nhà. Nhưng mà thấy vợ chồng cũng có bò đồ thấy cũng vui ha. Còn chị Hiền ơi, chị Hiền nãy em có mua một bình sữa cho con chị nha. Lát lấy cho nó uống nha. Chị Hiền cũng không mang dép luôn hả? No. Có bò vui không? Có. À vui đó thôi. Dạ. Mấy cháu vui lắm. Cảm bận ơn lắm. Người có con trợ. Bò đó bận. Dạ. Dạ cảm ơn Thiếp. Dạ. Là hiện tại là bé Tuyết với lại đứa nào nữa con của chị nào? Đây hả? Đây. Con ở nhà nữa đi học. À còn đứa nhà nữa là hai vợ chồng hiện tại 4 đứa con cả nhà. Bốn đứa với lại ba người là 7 đúng không? Còn ai nữa không? Còn đứa em nữa. À còn người em nữa hả? Là trong nhà hiện tại ở 8 người luôn quậy. À đứa em đứa trai nữa, còn đứa trai còn bao nhiêu là có gia đình hết. Dạ. Rồi con thằng chưa có gia đình. Là 7 người hiện tại là cái đây là rẫy họ sinh sống lên đây là làm rẫy làm nương thôi, còn nhà thì ở dưới nhưng mà hôm bữa nghe nói là nhà cũng nhà bùn nhà đất không phải không? Nhà đất rồi đâu có nhà ở, hay nhà nước cho đó, hay mưa là lấy cái áo là đâu có ngủ đâu có. Dạ. Hay sợ mưa là ngủ hay cả mưa là thức miết thức lau cái lau nước cái, hả? Lau nước nó dục. À rau nước khổ dột. Quá làm con nợ đâu. Dạ. Ừ làm ăn đâu có đủ thép cho gạo cho đồ chứ làm rẫy làm đồ đây mà đâu có gì ăn. Dạ anh ơi, hiện tại là đất mình là nó nằm ngay cái vùng đất khắc nghiệt như thế này, anh nuôi bò là nước đâu cho nó uống? Dạ mình múc nước ở dưới này. Múc cái cách đây bao xa? Gần rồi, múc đây múc đi đó. Khoảng 15 phút không? Cỡ đó hả? Dạ. 15 phút là đối với họ gần nhưng mà đối mình đi một quãng đường rất là xa để vét từng cái xô nước lên cho bò uống hả? Con Tuyết ơi, con vét nước được không con? Dạ. Con vét nước được không Tuyết? Con dạ. Đi xách nước uống được không? Xách nước cho bò uống được không? Dạ. Rồi bò đây là mình đâu cần phải chăn hả? Mình cứ dạ, cột mình cho nó ăn. Cột cho nó ăn rồi cắt cỏ để nhớ. Dạ. Rồi là cái đêm mình cột ở đâu? Cột ở đây. À cái đêm cột ở trong nhà luôn hả? Dạ. Thì mời cả nhà vô nhà nha. Vô nhà của họ thăm cái cuộc sống ăn ở như thế nào. Hôm bữa có quay rồi nhưng mà sợ khán giả họ không xem video trước á,
đây giới thiệu với tất cả mọi người là những cái nước mà sinh sống của gia đình là phải đem xuống suối này múc từng can rửa chén hay nấu ăn nữa là phải xuống suối múc. Nhà quán đường suối nó nói chung mà đối với mình nó xa nhưng mà bà con ở đây thì cũng gần, cả nhà đi 15 phút thì cũng gần. Đây nhà thì hôm bữa Thép cũng đã có chia sẻ với tất cả khán giả rồi nha. Gia đình nói chung mà cũng khở 7 người sống trong cái ngôi nhà này mà ở trên núi nha. Còn ở dưới làng họ cũng có một ngôi nhà nữa nhưng mà ngôi nhà bằng bùn. Hiện tại đang rất là xuống cấp luôn. Đây, 7 người sống trong đây. Hôm bữa cũng có quay cho chia sẻ với tất cả khán giả rồi nhưng mà có lẽ là nhiều khán giả chưa có xem video đó. Thì Thép sẽ quay lại nha. Đây cột giọng rồi nằm thi đại chứ đâu có cái gì. Giường này là mẹ con cái đây là bà ngoại bà nợ ao ngoại là cha. Ủa? Nó cái này là hôm bữa con tặng cho ngoại nè hả? Chưa cột con à, cái này cũ hả? Đó cũ. Dạ đó cũ rồi cái con phát hồi bữa con. Dạ, cái dành con cho hôm bữa là cái này cái gì nấu cái gì đây? Gạo đựng à. Gạo gạo với mì hả? Gạo hờ thép cho đó con. Dạ. Đó này điện năng lượng bữa Thép cũng không tặng luôn. Tặng thì con hiện tại là đó. Trời đang mưa, nếu mà trường hợp mà mưa lớn như hôm bữa giờ á là nó có tạt vô không vậy? Tạt đường mình ngồi chứ. À ngồi hả? Ừ. Ngồi dưới đây hả? Tạt đường ở trong ngồi trong giường đây. À hay ngồi thế nào đó? Sân mưa là mình ngủ. Dạ còn mà mưa lớn quá thì cũng phải ngồi thôi. Phải ngồi. Dạ ở đây họ làm cây đồ nói chung mà nó không có kiên cố, nó kiểu làm tạm á cả nhà. Ủa chứ con không đi học hả? Con lên rẫy gì con? Mừng thép nói lên đó rồi mừng rồi lên xin nghỉ. Ủa xin nghỉ luôn hả? Xin nghỉ mừng thép lên. Trời ơi má học có được có một bữa mà nghỉ rồi. Ôi trời ơi má học có một bữa một mà đi nghỉ rồi. Con lấy cái bọc đồ đó ra cho chú. Soạn ra coi thử gia đình mình ai mặc được cái gì thì mặc nha. Ôi mới học có một bữa khai giảng gặp bé hơn. Bây giờ lên rẫy nghe Thép nói mừng quá xin nghỉ luôn. Rồi con lấy cái đồ đó ra, lấy cái đồ quần áo đó con. Mừng quá xin nghỉ luôn. Mừng Thép lên là mừng quá rồi xin cô nghỉ luôn. À đây này cái quần áo này con soạn ra coi mẹ đồ có mặc được cái gì thì lấy nha. Chú có đem bọc tặng cho tụi con. Chắc đồ người lớn không à? Đồ người lớn. Cho Thép coi thử. Đồ này cũng có một cái chị nào đó gửi. Chắc có lẽ là gửi nhiều lắm. Nhưng mà Thép lấy mỗi người thì tặng cho họ một bọc. Coi thử được có cái gì mặc được không? Ôi giời. Gì vậy ta? Qua đây con, qua đây. Nào. Nhỏ hả? Nhỏ, bà nói nhỏ quá. À nhỏ quá. Rồi, để đó nếu mà con nhỏ quá thì con đem về làng coi có bạn nào tặng cho bạn nha. Em ở nhà. Đúng rồi, em ở nhà mặc được cái nào thì lấy nha con nha. Đấy, chú để đây nha. Lát cái soạn ra coi có mặc được cái gì thì mặc nha. Chuẩn bị mưa rồi đó. Để coi thử trưa mấy gia đình mình ăn cơm với cái gì đây. Con xin phép nha ngoại. Ừ. Con xin phép con xem thử trưa nhà mình ăn cơm với cái gì. Canh, ăn canh. À canh. Này gì ta? À canh thịt. Canh thịt để cho công ăn á nha cả nhà. Ăn. Có nghĩa là mấy người mà đi dần công với mình á là họ ăn chung mình luôn. Cơm. Cơm với canh. Ừ. Bữa nay là ăn sang á nha ngoại. Bên đây có bên đây ăn sang. Bữa nay là có công. Có con làm là ăn sang á. Rồi mấy bữa đó cả nhà rồi ăn cá khô không. Rồi cái có con chứ rồi đi dây cho họ rồi mua đồ cho con ăn. Dạ. Nói chung là bữa nào mà có công mà về làm cho mình á mình ăn sang chút xíu, có nghĩa là ăn được thịt heo. Mình ăn. Còn bữa nào mình tự ăn á thì mình ăn cá khô cá đồ. Ăn yeah. Rồi tự mình đi làm cho họ đó, rồi họ nấu cho mình ăn cái gì đó, rồi mình mua cho họ ăn. Dạ. Yeah. Cũng vậy, đi trả con cho họ.
Hồi nãy vô gặp thép á, khóc quá trời khóc luôn nha. Con sữa này cũng hết bình sữa luôn rồi. Này, rồi rồi từ từ, chú thép lấy ra để bỏ trong cái bình mới nha con nha. Ồ tội mà. Đây lấy ra bỏ cho con bình mới nha. Nha. Đây xé ra con. Hôm nay con lên đây cả gia đình mình thì thứ nhất là thăm gia đình mình coi thử cái con bò mà gia đình mua như thế nào và tiền bao nhiêu. Thì video trước thì thép đã trao gia đình 20 triệu nha quái. Quái nhớ không? Nhớ. Là 22 triệu là mình nuôi thiếu người ta 2 triệu hả? Ừ. Rồi cái anh chồng anh nói là sau khi mà trĩ bắp xong á, anh sẽ đi lên Đà Lạt. Anh đi làm kiếm tiền trả 2 triệu đó nha cả nhà. Chừng nào anh đi? Dạ, trồng hết bắp xong rồi đi. Rồi bắp ở nhà là mấy hai chị Hiền với ngoại trồng hả? Là năm nào anh cũng đi hay sao? Năm nào cũng đi. Đi anh làm gì trên đó? Hái cà phê. À. Hái cà phê nha cả nhà. Ừ. Rồi bò đồ ở nhà ai chăn ngoại? Ngoại. Tự chăn hả? Tự chăn. À. Hồi nãy thép làm một bịch sữa nè. Khi mà chúng ta bị ăn trúng cái gì độc hoặc là uống sữa hoặc là uống cái đậu xanh nha. Còn ở trên núi không có đậu xanh thì mình uống sữa cũng được. Nó vào nó tráng cái bụng mình nó cũng đỡ cả nhà. Nè, con này. Đây. Ui, giỏi không? Đó. Giỏi lắm. Đã không? Đó. À. Giỏi không? Hôm nay con lên đây á là con thông báo với gia đình á là con sẽ đăng ký, em đăng ký cho con của chị đi mổ môi hàm ếch miễn phí nha. Hôm bữa thép đăng tải video thì có một cái nhóm bên nước ngoài á, họ liên hệ với thép, họ nói là tháng 11 này họ sẽ về mổ hở hàm ếch dị tật bẩm sinh cho trẻ em miễn phí, nhưng mà với một điều kiện là gia đình có hộ nghèo hoặc cận nghèo hoặc là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là những người đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì họ sẽ mổ miễn phí nha cả nhà. Thì thép sẽ để cái số điện thoại và cái nguồn thông tin trên màn hình cho tất cả thấy là khi nhà mình mà có ai mà bị hở hàm ếch này hoặc là những cái bị dị tật đó thì mình liên hệ, mình đăng ký nha, trực tiếp mình đăng ký luôn nha. Đó là họ nhờ thép là hỗ trợ, họ gọi là tuyên truyền cho bà con, nhiều bà con ở vùng núi họ không biết thì gọi trực tiếp cái số đó mình đăng ký, mình nói con tôi bị vậy đó là bao nhiêu tuổi, cân nặng bao nhiêu thì thông báo cho họ, cho họ làm hồ sơ và tới khi tháng 11 họ về họ sẽ miễn phí mổ nha. Mình miễn phí là miễn phí mổ, còn cái vấn đề mà ăn uống đi lại rồi là tiền của mình nha. Tiền của mình phải tự chi ra nha. Mà thép nghe đâu đó là cái ca trước thép hỏi là tiền ăn uống đi lại rồi ở rồi bao nhiêu. Cả nhà chuẩn bị tinh thần trước là phải cỡ 20 triệu. Có nghĩa hoài người ta mổ cho mình miễn phí, nhưng mà tiền ăn với tiền ở mới 20 triệu. Hoài đâu có biết. Bởi vì mới khổ cho bà con miền núi á. Hoài không có biết cái gì. Dạ, nó khổ chỗ đó. Khổ chỗ đó chứ con. Còn nếu như mà người ta mổ cháu của hoài mà tốn tiền nữa là gia đình mình phải ít nhất phải 50 triệu. Đấy. Còn như thế này quả cứ yên tâm, khi nào mà cháu đi mổ được á, con sẽ, anh Tiến Trần anh hứa là anh cho 1.000 đô rồi. 1.000 đô là 23 triệu á, là tiền hơn tiền mua hai con bò đó nữa, là tiền ăn uống chi phí đi lại. Quả cảm ơn. Dạ. Rồi nhưng còn có tiền bò mổ của bé này là miễn phí nha. Rồi con thông báo con cất rác giùm chú ơi. Rồi con nói vô quả hiểu không? Cảm ơn anh Tiến. Anh Tiến Trần anh nói là anh hứa là và bữa nó đi mổ anh sẽ sử dụng cái số tiền 1.000 đô la Mỹ để gửi tặng cho cháu sinh đi mổ, hỗ trợ tiền ăn uống đi lại chi phí xe cộ. Vậy bà ngoại cảm ơn Tiến Trần. Dạ, cảm ơn anh Tiến Trần rất nhiều nha. Khi nào mà có lịch đi mổ thì thép sẽ sử dụng số tiền đó trao gia đình, cho gia đình có tiền đi nha. Cảm ơn Tiến Trần nhiều lắm. Dạ. Hoài xúc động, Hoài khóc Hoài. Con đang mệt Hoài ơi Hoài. Hoài ơi. Con mệt mà con gái cố gắng con gượng. Dạ cảm ơn nhiều lắm. Dạ thôi cố gắng đi. Anh tên gì em quên cái tên anh nè. Kiện. Cái gì Kiện? Kiện á. Mang gì? Mang Kiện á. À mang Kiện. Hoài là mang gì? Mang thầy Hánh. À mang thầy Hánh. Mang Kiện.
Bây giờ như thế này là anh thiếu người ta 2 triệu thôi, để mình tặng cho anh 2 triệu anh trả nợ cho người ta luôn. Anh thấy anh mua bò thiếu 2 triệu tội cho anh. Anh nói phải đi Đà Lạt đồ để làm kiếm tiền trả cho người ta. Thiếp tặng cho anh 2 triệu, chiều anh trả cho người ta cho hết luôn nha. Cảm ơn anh Thiếp. Dạ, dạ, tặng cho anh 2 triệu anh trả tiền cho người ta. Cho nó khỏi nợ nần, khỏi mất công mình suy nghĩ rồi nha quả nha. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, thôi cố gắng đi. Rồi bữa nào mà tháng 11 họ về chuẩn bị mổ á, thì em sẽ alo cho gia đình rồi chuẩn bị lịch trình ngày nào em thông báo cho nha. Nha, cố gắng nha. Bây giờ thì cái bụng con nó không có được tốt á, nên con không có nói chuyện được với gia đình lâu nha. Thì có lẽ là mình sẽ xin phép tất cả khán giả mình kết thúc video để mình xuống đồng bằng cả nhà. Từ đây mà di chuyển xuống đó là mất khoảng cỡ gần 2 tiếng nha, là trời tối luôn á cả nhà. Cảm ơn Thiếp nhiều. Dạ dạ. Từ chân Thiếp đi mới con vậy. Dạ. Thôi cố gắng lên bà ơi nha. Hôm bữa Thiếp trích tiền của cô Jenny ở Anh Quốc số tiền 1 triệu này, vợ chồng chú Thùng cô mù 2 triệu, chú ca sĩ Anh Vũ 200 đô la Mỹ tỷ giá là 24 là 4 triệu 800 ngàn, Mạnh Thường Quân giấu tên gửi cho anh Hiếu 1 triệu, Phật tử với pháp danh Hội Ngọc số tiền 300, chị Uyên ở Mỹ 1 triệu, gia đình Cường Thủy 1 triệu, chị Hồng Châu ở Mỹ 6 triệu 900 ngàn, chị Trang Thái Minh 2 triệu. Và tổng cộng đợt trước thì Thiếp đã có trao tặng cho gia đình là số tiền 20 triệu nha cả nhà. Còn đợt 2 thì có chị Trần Nga ở Mỹ ủng hộ cho 1 triệu. Nhưng mà đợt 2 thì Thiếp xin phép là giữ lại số tiền 1 triệu đó. Vài bữa nữa anh Tiến Trần trao cho 1.000 đô la Mỹ nữa là sử dụng cho cái chuyến đợt 2 để đi phẫu thuật nha. Đợt 2 có một Mạnh Thường Quân ủng hộ 1 triệu, anh Tiến 23 triệu nữa là 24 triệu á. Là cái đó là con giữ lại nha. Con giữ lại, khi nào mà đi mổ thì con mới trao nha. Nhanh nha. Nhiều. Cảm ơn Thiếp. Cho đưa cho gia đình, nhiều khi gia đình xài không có đúng cách với lại để nó mất hết nha. Dạ. Cho con xin phép nha. Cảm ơn con Thiếp nhiều hơn á. Dạ. Có chân con Thiếp mới đi mới con vậy. Dạ. Thiếp cũng đại diện cho gia đình cảm ơn tất cả những quý Mạnh Thường Quân rất nhiều. Cảm ơn tất cả khán giả đã luôn quan tâm theo dõi video của Thiếp nha. Ở video sau thì tới khi mà mổ rồi như thế nào mình sẽ cập nhật cho khán giả xem nha. Cảm ơn. Bây giờ thì mình sẽ xin phép kết thúc video tại đây. Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye.